Hello các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái cây strawberry nha mọi người. Và mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là nguyên cái khu vườn cây. Wow, có rồi nè, có strawberry nè mọi người. Em vô lấy cái rổ đi, em vô lấy cái rổ. Sắp lên luôn nè, ăn thử. Ok à. Ăn hơi cầm luôn. Chị bắt đầu, chị với lại Kim Minh sẽ trèo lên hái trái dâu tằm cho các bạn coi. Quá trời luôn. Chào Thanh Cooking. Các bạn ơi, bây giờ mình bẻ nha. Rồi nè, mấy em thấy không, mấy trái này chị đi coi. Trời ơi, nó gớt. Gớt nó, nhóc nó chín nhiều lắm luôn. Quá trời. Nào. Gớt nhóc bây giờ các bạn ơi. Cái chín nè. Cái này dâu ở sân nhà chị đó em. Đó. Đi bán gì ơi. Đưa cái rổ đi cho chị đựng. Đó, thấy chưa? Chị sẽ đi thâu hạt dâu cho mọi người coi. Hello của hai Mai. Mai nhìn thấy cây dâu. Chết em ơi, gớt quá trời à. Hello các bạn. Mời các bạn đi hái strawberry với mình. Các bạn xem nè. Cái trái của nó nè các bạn. Cái này là trái này nó chưa có chín nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hái cho các bạn xem mấy trái chín nè. Hái strawberry ở đâu? Bây giờ mình đang ở bên nhà chị Tâm Mì. Ui. Và cái cây strawberry này là của nhà chị Tâm Mì. Ai có muốn mua strawberry lại đây mua. Gì? 25 sen một phao. No, 25 sen, no, 25 đồng một phao là tại vì công mình trèo lên mình hái cực khổ quá. Bây giờ em sẽ bẻ cho mọi người coi nè. Rất là nhiều, chị đứng ở bên đây nè chị Tâm Mì. Chị đừng biết nó có mấy con gì nó trèo lên người chị. Chị đứng ở bên đó, chị quay qua. Tối lắm em ơi, ánh đèn ánh nắng nó chiếu xuống đen thù lùi à. Dạ, vậy chị đứng ở phía ngoài chị quay em ấy. Ủa vậy gỗ đâu, đưa em gỗ. Sao lấy gỗ em luôn vậy? Đó, thấy rõ cho mọi người. Thấy rõ. Đây nè. Cây nó to lắm mọi người, chị nói đi chị Tâm Mì. Em nói hồi tiếng rồi. Hôm nay Minh nó bị bệnh rồi mấy bạn ơi. Cái giọng của nó mất giọng nói. Thì Tammy gọi nó qua bên nhà Tammy để cho hái mấy cái trái này. Nào, quay cho các bạn coi đó. Nè, giống như dâu tầm ăn ở Việt Nam vậy các bạn. Dâu tầm ăn chứ còn gì nữa. Nhưng mà trái này bự hơn. Nó ngọt lắm mấy bạn. Dâu này là dâu tầm ăn Mỹ. Nào, you turn over, chị chèo đây chị quay em với chị. Em vặn nó qua đi, em vặn nó qua chị chèo đây chị cho. Vẻ em edit chết luôn. Mấy bạn ơi, đang là quay cho con Minh nè. À. Mấy bạn nhìn thấy không? Thấy mình đang ở chèo trên đó không? Đó, mình đang chèo trên đó. Quá trời nhiều các bạn ơi. Để Tammy đi hướng này. Tammy đi hướng này cho các bạn coi. Đụng cái nó gớt quá trời luôn. Tammy đi hướng này cho các bạn coi. Mình trèo lên kia ngồi đi em. Hai chị em mình đu bu rồi, mình rớt cả hai đó nha. Hai đứa té chết rồi, hai đứa té dập mặt luôn. Đó, em ngồi em quay mặt ngược vô. Đó, đúng rồi. Chúc em về em cắt cái đoạn này đi là được rồi. Đó, hello rồi. Mọi người. Bạn nhìn thấy không, hai chị em đang hái trái cây nè. Lâu lắm rồi, không có leo cây. Leo cây giờ sợ không chết, sợ té. Đâu có sợ đâu, tại vì có cái cầu thang á mấy bạn. Có cái cầu thang nó cao lắm. Xong rồi hai chị em trèo lên. Tammy thì quay. Còn Minh á thì Minh á thì hái đó, cái trái nó như vậy nè các bạn. Đụng nhẹ nè. Có thấy Minh chưa? Thấy chưa mấy bạn, thấy đã không? Quá đã luôn. Chín chóc luôn. Cho họ coi nguyên cái rổ đi. Ok. Nè, các bạn nhìn là nguyên rổ luôn nè. Đó, hai chị em hái được nguyên đó, rổ rồi. Đó, được rổ nè các bạn. Đã đó, không? Thấy đã không? Đó, cái cây này là cây của nhà Tammy. Ngọt ngay. Ngọt đi, em ăn thử ngọt không? Ngọt ngay đúng không ạ? Ngọt luôn á. Quá ngọt luôn. Quá. Cây này là cây của nhà Tammy. Mà nó nhiều trái quá. Tammy mới nói mình mới phát hiện mấy năm nay ở nhà này mà không phát hiện. Mẹ ơi, sắp té rồi mà. Ôm em đi. Ôm xong rồi một đứa té rồi, hai đứa té chết rồi. Mới phát hiện. Rồi gọi Minh qua, hai chị em. Trời ơi, này trái lắm. Chỗ nào cũng có trái hết mấy bạn.
bất cứ một chỗ nào đều có trái hết. Ừ. Đó, thấy chưa? Quá trời luôn. Quá trời không? Còn nữa. Còn cao lắm luôn. Còn cao lắm mấy bà, mà không lắm. Có trèo lên được. Không có trèo nữa. Ừ. Người mình không có dối tay lên nổi. Ừ, thì đó. Cái tay gặp tay của Themy, của Kai, của Themy thì nó dài một chút, còn tay Minh thì nó còn dài hơn nữa. Cho nên là mình đi cầu thang lên mà mình cũng không lên được. Không lên được tới nơi, thấy không? Thấy mình nó hái không? Đó, thấy chưa các bạn thấy không? Nè nè, cho mấy trái đó vô cho ta coi. Đó. Thích chín không? Luôn. Đụng nhẹ là nó ớt à. Nó chín mùi lắm rồi. Cho nên rồi. Là ai mà muốn hái thì qua đây. Muốn hái thì qua đây, còn muốn vô nhà của Themy á thì là Themy là liên hệ YouTube Themy. Liên hệ YouTube là Themy USA. Themy là tờ M gì đó. Rồi M 2M 2M 1 chữ Y. Một chữ Y dài. Y crep phải không? Y dài. Một cái Y dài là chữ tờ với lại chữ A với lại chữ M M Y dài. Đúng rồi. Đó, vô đó sẽ gặp Themy rồi sẽ gặp Minh, hai chị là em liên hệ với chị Themy. Ờ. Qua bên đây hái miễn hai, phí. Hai chị em à. Qua bên đây hái miễn phí. Ghê chưa? Quá trời luôn. Trời ơi, tổng chỗ nào cũng có hết các bạn ơi. Nè. Cao. Các bạn nhìn nào, trái nó các nơi luôn nè. Các bạn thấy trái không? Trái nó kinh khủng không? Kìa có hai trái ngon quá kìa em. Hả? Kìa hai trái ngon quá không biết sao lấy. Ờ, thấy mình nó kéo xuống không? Ôi, nó kéo xuống. Chị không có kéo xuống cho em được, tại chị kéo là chị sẽ té. Sao? Trời ơi, nhìn nó. Sao quá không là không bể lưới. Kéo xuống được mà sao quá. Ôi, chị xuống chị quay cho em tiếp. Ôi trời ơi. Để đứng quay lên. Trời ơi, nó rớt. Các bạn thấy không? Rớt lên đầu bóp hộp. Thấy mình không? Thấy mình nó đứng không? Cái camera bên đây, chị này. Cầm bên đây là nó bị mất. Dạ, chị quay cho chị em bữa nay lòi mà ớt. Kệ bà nó đi, em trèo cây mà. Xong bỏ vô cái kia của chị cho nó xong. Đó, cái mặt em đâu? Chị đứng cỡ này. Chị em mình dời qua đó đi. Đó kìa. Cho chị dời được cái đống này, em mà rơi xuống cái đống này là em chết à. Đi xuống. Đi xuống, dời cầu thang qua. Dời qua đây. Dời qua đây nó có trái tiếp. Nè. Đó, kéo nó vô. Nè, dưới chân nó có chân nó rơi. Nhẹ thôi nó rơi. Nó gì hả đi. Gosh. Đó. Cái này đụng vô cái này nó rơi à. Ăn đi em. Cái này ăn tại cây luôn. Ăn tại cây luôn á. Ngọt thêm. Em nhìn bên kia có mấy cành bên kia đen thui. Em ơi, em ơi. Nhìn bên kia có mấy cành bên kia đen thui. Kìa, hết rồi. Ê, ghê quá. Ghê quá. Ăn giống cái trái chăm ở Việt Nam á. Y như trái chăm ở Việt Nam á. Trái chăm Việt Nam ăn. Này vô ta hả? Chờ cầm nha. Kìa nó có hai trái kìa, nó lấy đi. Trời. Em đi chơi với chị Kali với nhau. Nên nè à. Không có người cũng mới chơi thôi. Thì đó thì cho nó đi học. Bà đứng ở trên này. Thấy không? Thấy không? Thấy mình đụng nhẹ là nó rớt bạn ơi. Đụng nhẹ là nó đụng rớt rồi, tại nó chín lắm rồi. Cái đầu kia còn kìa. Cái này hơi. Rồi rớt rồi. Đồ ăn vô tới miệng mà còn văng ra. Đúng rồi, đồ ăn tới miệng mà hái không được. Ôi cha, em ơi. Look at that. Cái đó đó, you see that. Nó rụng hết rồi, lúc mà nó xuống tới nơi là nó rụng hết rồi. Đây. Lại ơi. Rụng gần hết rồi. Một chùm luôn, một chùm 5-6 trái rồi bạn ơi. Đẹp quá em ơi. Nè. Video. Trời ơi, chị đứng đây chị làm mà. À da, sao trời ơi, sao nó rơi nhiều vậy? Trời ơi, rớt. Các bạn thông cảm video nó sẽ hơi bị rung là tại vì hai chị em vừa trèo cành cây vừa làm. Nữa rớt thôi. Hai một trái rớt hai trái. Ừ. Kiểu này chắc đuổi việc sớm á. Chứ còn. Hay hái dầu kiểu này thất thoát quá. Thất thoát quá cao. Thất thoát doanh thu của người ta quá. Trời ơi, trời, mấy bạn thấy hai chị em không?
cái này em nghĩ là nếu như cái này mà hái á, ta sẽ không có hái đai kiểu này đâu. Người ta rung hả? Người ta sẽ rung. Chứ hái kiểu này nó rớt quá. Hái kiểu này không có mà anh. Ừ. Ê ê ê, chị téo vô. Cái này mình hái cái nhà. Ôi trời ơi, trời ơi. Thiệt tình luôn á. Có cái kéo xuống một cái là nó rơi mấy trái. Mình có lấy một trái là nó rơi ba trái. Kéo một trái là nó rơi ba trái. Rồi, được rồi đó, bao em. Ghê quá. Mấy bạn nào nhìn nè. Cái này là tác phẩm. Cái này giống như cái gì? Cái mực tím á, mực tím ở Việt Nam, cái hột rau mùng tơi á. Đúng rồi, đúng rồi, y hệt luôn. Cái này giống hột rau mùng tơi nè, mấy bạn thấy không? Thấy cái miệng thì đen ra. Học sinh. Học sinh già tay ra cái mỏ con này nó đỏ quá, nó không thể nào đen được. Nó giống cùng mà. Quá trời, trời nè, ham quá các bạn ơi. Ham không? Ham không? Nhìn thấy ham. Mà ngồi trong này nó râm nè. vừa hết ăn. Hết ăn cơm. Hết cơm. Đó, thấy chưa? Ai muốn hái dâu qua nhà thêm mi nhé. Vui quá. Ở trong đây nó có hộp. Có hộp này. Ừ. Đó. Ôi cha, nó rụng. Nó rụng. Ai, nó rụng nhiều quá em ơi. Từ từ nhẹ nhẹ thôi. Cái tay của tụi mình hái không quen, nó mình hái vô tay nó còn rơi nữa. Từ từ, té chứ. Rồi, nó có nhiều trái, nó ngọt ghê luôn. Nhìn em như con khỉ quá, em vừa hái em vừa. Không có gì tuyệt vời, ăn trên cây á. Cây hái nó đi kìa đó. Mà cây này là cây sạch nữa nha. Không thuốc, không phân, không gì hết, tự động nó mọc lên. Tại vì Themi còn không biết nhà mình có cái cây này nữa mà, đâu có biết đâu mấy bạn. Coi kìa chị, bên đó kìa. Ôi. Đỏ mà nó tiết nhóc luôn. Mình hôm nay nó ho quá mấy bạn, nó không có nói được luôn. Sao quá, bẻ không? Sao quá, không tới. Rồi. Thôi được rồi đó. Như vậy thì quá dài. Đó, thấy chưa, thấy tội nghiệp nó không, nó ho kìa. Chào đi. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Mình dùng hết năng lượng để chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ quên một nút like, một subscribe. Chúng ta sẽ gặp lại vào những khung giờ quen thuộc. Bye bye. Bye bye các bạn. Rồi, đi xuống.